Xin chào tất cả anh chị em nhé. Bây giờ hiện tại cũng là 12 giờ rồi á. Em xin giới thiệu với quý cô chú một cái lô đất hai mặt tiền đường, quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Nằm ngay khu An Thường luôn. Nằm ngay khu An Thường này luôn ạ. Gần với phố An Thường và đi ra biển Mỹ Khê của mình á. Biển đẹp lắm ạ. Là tầm khoảng là có như 350m đến 400m thôi. Thì em là thổ địa ở đây. Em xin giới thiệu cái lô đất này, quý cô chú nào á mà có tài chính á khoảng là 5 tỷ rưỡi á thì liên hệ với em nhá, mua cái căn lô góc hai mặt tiền đường này. Diện tích của nó là 70m², công nhận trên số. Hai mặt tiền đường ở khu phố An Thường này mà giá chào chỉ có là 5 tỷ rưỡi thôi. Mà cái đặc biệt là nằm ở vị trí này rất là hiếm, không có cái lô góc nào mà giá 5 tỷ rưỡi ở khu vực này nữa đâu quý cô chú ạ. Những cái lô một mặt tiền đường thôi, cùng diện tích đó nó cũng đã có giá 7 tỷ đến 8 tỷ rồi. Cho nên quý cô chú nào á mà có tiền mà giữ ra, một là mua cái lô đất này và giữ cho em 2 đến 3 năm. Đó là em ở thổ địa đây thì em xin chia sẻ như vậy ạ. Thứ hai á, người nào mà mua để mà xây căn hộ cho thuê này kia thì mua, có tiền xây thêm thì đến xây thêm. Còn riêng mà quý cô chú mà có từng đó tiền thôi á thì mua đất và nắm giữ cho em 2 đến 3 năm thôi. Lô góc ạ, vị trí rất là hiếm luôn. Quý cô chú cứ alo về em nhá, cho khách hàng của em thì cũng là nhiệt rồi nhưng mà trả nó xá quá quý cô chú anh chị và các bạn. Nhiều khách của em là trả đến 4 tỷ 9 với 5 tỷ 1 rồi. Nhưng mà em là em hiểu chủ nha, là họ cần việc á, cho nên họ bán. Nhưng mà cái giá của họ bán á, là coi như là chỉ có bớt lọc thôi. Đấy, cho nên là em xin giới thiệu với quý cô chú như vậy nhá. Vị trí rất là hiếm ạ, lô góc. Đặc biệt nó là lô góc rất là hiếm. Hiếm có cái vị trí nào xung quanh đây mà tầm đây chỉ là 5 tỷ rưỡi nữa. Đó, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nhá. Buổi trưa em dẫn khách và em muốn, tại vì lô này sẽ chốt sớm thôi. Đó là mình chia sẻ như vậy, tại vì nhiều khách của mình thì người ta trả giá nó xa quá và người ta chưa có cái sự thiện chí á. Quý cô chú liên hệ với em nhé, alo cho em làm việc với cái lô đất này luôn, lô góc và sổ hồng riêng rõ ràng nha quý cô chú anh chị các bạn, vào việc luôn ạ. Rồi, em xin chào tất cả quý cô chú nhá. 12 giờ trưa ở Đà Nẵng này thì trời cũng đang rất là nóng luôn ạ, và buổi chiều thì tắm biển thì rất là tuyệt vời luôn. Xin chào tất cả quý cô chú.